và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 7 tháng 12 năm 2020 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, đêm và sáng sớm trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.